Đây rồi anh em ạ. Đây rồi anh em ạ. Ui ui, hàng rồi các bác ơi, con này to. Ui chép anh em ơi. Đây rồi. Úi giời anh em ơi. Hải chú. Đồ câu lục phương thảo phít sinh, chuyên cung cấp cần tay bạo lực 8H 10H cao cấp. Anh em đặt hàng liên hệ ngay Zalo 0925526083. Đây anh em ơi, nhìn con sông quê cho em đẹp chưa? Gió hiu hiu mát các bạn, bên kia thì hầu như người ta đang chăn thả vịt. Đến chỗ này thì không được đánh bắt gì cả, cá ở đây nó rất là nhiều các bạn. Cố này tuyệt vời luôn đấy, rất là phê. Đấy anh em ạ. Đây thì chung là đây là những con kênh con nạch ấy, thì nó vẫn tít tít nó ngoài đầu trên con sông to ở trên kia. Hôm nay hôm nào có thời gian nào thành rảnh em sẽ quay toàn bộ cái đoạn này cho các bác xem nhé. Và bây giờ chắc là Thảo đánh nục ở đây các bác nhé. Phào luôn cho nó nóng. Đây là mẫu 10H1 bọn đình, ngọn này rất là to, ngọn này nó 2,3 ly nha em nhé. Nhiều cái mẫu ở 8H ở chỗ mình nó ngọn 2,5 ly nhưng mà nó không phân bố được đều, kiểu như là ngọn nó cứng ấy, nhưng mà cần lại mềm, nhưng cây này phân bố được đều, cong rất là đều luôn. Để nó nhạc cho bọn xa rồi. Đấy rất phê. 10H đây, phải vã đánh nục quá nhá. Xanh nhón chuối phòng 12 ấy nhờ, đẹp mê hồn người. Đó, phải có 65.000 quả này. Đây anh em nhìn phong cảnh đẹp không? Đấy phong cảnh đây, sông nước người ta hầu như người ta toàn chăn nuôi các bạn, thành ra là sẽ không có kích thủ quá nhá. Hôm nay em rò vị trí này người ta bảo đây không có kích kiếp, ở đây toàn chỗ người ta nằm ăn chăn nuôi thôi. Đấy, ông nào dám ra đây kích thì hỏng hình ngay. Sông rộng bát ngát các bạn ạ. Tít thì bằng kia. Hai đầu luôn. Thì hôm nay em sẽ vã lục, đánh lục anh em nhé. Nước này phải nó hơi lặng lặng, đánh lục cho nó mát máy. Đẹp đấy. Cho nổi cái cánh này lại. Đấy, kế đấy anh em ạ. Nói chung là đánh nục này không có gì sướng bằng anh em ạ. Đánh nục là sướng nhất. Cá nó vào nhanh mà nó lên hàng nó rất là nhanh. Bầm đấy quá nhìn nhỉ, đây cho các con này, đang bầm. Đây rồi. Úi giời, à giời. Nhìn đây. Ô, rô phi anh em ạ. Rô phi, lên. Một chú rô phi nhỏ nhỏ, xinh. Cậu luôn. Úi giời, úi giời. Đây. Đó. Anh em nhìn thấy dã man, cá đóng thẳng mồm, không mồm luôn. Xuyên hai mồm nhé. Con đầu tiên của em cho vào túi anh em ạ. Rô phi đấy, rô phi đồng. Cái này chung là rô phi này gọi rô phi đồng anh em ạ. Vào đây. Rô phi đồng ạ. Một cục mồi một con cá thì đẹp.
Ở đấy, đấy nhấp nhấp nhấp. Đấy, có nhiều nhấp chưa? Đây rồi. À này, đây rồi anh em ơi. Hàng rồi. Rô phi. Em thứ hai. À, được thêm em rô phi các bạn này. Xinh tươi luôn. Vào ngay đây chúng tôi. Ai dậy chị. À, nhóc rô phi. Đây là, úi giời ơi anh em ơi, hải chú, úi giời ơi anh lục cái này thì, đây thì rô phi có nổ rồi, úi giời ơi, lên, úi giời ơi anh lục thế này thì các bác bảo có chết tôi không này, rô phi này, gỡ thằng con một quá nhá, hơi một chú, anh em giữ cứ cầm chắc tay nữa là được, không sợ đánh một tay đâu, hải chú, anh em miễn kinh chưa? Đóng những hai chú này thì có chết tôi không? Dưới giống cá đồng đánh cũng hay đi theo đàn anh em. Cho cái này vào đây. Một chú. Dậy dậy cái gì? Hai chú anh em ạ. Đẩy nóng luôn. Ủa, hai con này con. Chui ra mà. À, chui. Xuống ngay lấy chú này. Ủa, chui. Ủa này, chui anh em ạ. Đấy, trời ơi. Con này hơi nhỏ, các bác vừa thấy nó đóng kinh không? Để mà gỡ ra lại nhá. Rồi, gỡ rồi. Này, con chui này hơi nhỏ anh em ạ. Anh em có vừa có nhìn thấy hai con không? Chính xác quả là có hai con nó lên hàng anh em ạ. Con này nhỏ thì khả năng là chui nhỏ thì thả nó về thiên nhiên này các bác nhá. À, chú nhỏ thả về thiên nhiên bơi đi. Trời, một chú mình vã thì quên đời anh em ạ. Một cục mồi là một con cá đóng lưỡi. Lưỡi em nhỏ đóng kiếp nhỉ. Có nhìn hai phẩy luôn. Đóng sợ. Hai phẩy luôn anh em ạ. Đỡ không ra. Ok. Đấy, tầm này ok đấy. Alo. Các bác nhìn bắt đầu giá gạo rồi. Này để hiểu cá con này. Đây rồi anh em ơi. Đây rồi. Úi ngồi hai đô phi, hai đô phi. Úi ngồi hai đô phi các bác ơi, hai đô phi. Lên luôn. À, anh em nhìn hai nhóc đô phi phê chưa? Cấu cái này vào sau không sướng. Úi hồ hồ à, hạ đây ạ. Gỡ từng con một các bác nhé. À, bây giờ gỡ từng con một anh em ạ. À, hai con này gỡ hơi nguy hiểm đấy. Cầm chắc cái chỉ nữa này, nguyên tắc gỡ cá này. Một chú này, con này đóng sâu này anh em này. À, hai chú ok, hai em rô phi. Hai chú rô phi đánh lục nó phải thế anh em ạ. Wow, một chú này, hai chú.
cân một con đâu. Đây rồi anh em ạ. Đây rồi anh em ạ. Ui ui, hàng rồi các bác ơi. Con này to. Ui chép anh em ơi. À chép bự. Chép nhỏ lắm. Ui chép ngon luôn. Con này nó đi được quá đẹp quá. Đấy nhà mình chưa? Đúng rồi. Một phát lên. Đấy anh em vừa nhìn thấy con này nó rít phát không? Rít phát. Phê quá anh em ạ. Vào bằng anh mà rất tiếc là nó gặp phải mình nhau một phát nên hết đấy. Lại dễ cắm vào lưỡi, nó vừa dễ được bung lưỡi thẳng hoa nhìn đó anh em ơi. Đủ con chép sông phê cho các bác này. Đấy, tuy là nó là chép nhỏ nhưng mà đánh được loại này rất là thích các bác ạ. À, cho rõ các bác nhá, hàng đẹp. Ê, thì họ là con chép này những cái ru phi mãi. Đây rồi anh em. Úi giời, úi giời, con này to. Úi giời, to anh em ạ. Dạ. Lên anh em ơi. Úi giời, đây rồi anh em ơi, hàng đẹp chưa. Úi giời. Củ cá là thế này ấy, đào luôn. Quá. Rồi, cho vào rõ các bác nhá. Phê như con tê. Rồi, thịt trắng các bác nhìn ngon không. Vào đây. Ăn một đây, cái chui ra bao lên chúng tôi, ok. Một củ chua anh thấy chất lượng. Hôm nay gặp là mỗi em chép các bạn. Sáng thì gặp được một con nữa thì bóng mất. Sau bắt là mỗi một con. Đó nên toàn rô, nọ nên đốc chép. Lại xuống hàng anh em ơi. Đấy các bạn nhìn nhấp chưa? Nhá ngày này chết luôn. Úi hai con thôi. Úi hai con anh em ơi. Ôi các bác nhìn thấy nhá phát được hai con luôn. Úi bóng một con rồi. Lên một con rồi. Anh em vừa nhìn thấy nó đóng phát hai con không? Giờ còn một con này, các bác gỡ này. Đấy, phát ok luôn. À, ấy xa.
Được hai con này tuyệt vời luôn. Bảo rõ anh em nhé. Vào đây với chúng tôi. À, thành quả anh em này, toàn hàng này nên cũng khá rô phi các bạn. Các bác nhìn này, toàn hàng hàng xịn luôn nhé. Này là em bóng mất một chép còn đâu là được. Rô phi nhiều lắm các bạn, có thể đến 1 mét rô phi luôn. Phê quá anh em nhìn này, đã chưa?